cuộc sống có muôn vàn định nghĩa. Bạn định nghĩa mình là ai? Bạn khát khao điều gì trong tim? Bạn có đang sống đời tự do? Tự do vượt mọi định kiến để chinh phục đam mê. Tự do bứt phá rào cản để xây thành công riêng. Khi bạn thay đổi góc nhìn, khi bạn dám tin, dám nghĩ, dám hành động, đó là lúc cuộc sống tự do bắt đầu. Xem sự nghiệp là hành trình kiến tạo giá trị, xem thách thức là cơ hội để trưởng thành. Bạn là người truyền cảm hứng, dám sống đời tự do, dám dấn thân, dám làm chủ, dám dựng xây. Không giới hạn nào cản bước bạn khi bạn sống tròn giá trị tự do. Shopline đồng hành cùng bạn trên hành trình ấy. Những người tư vấn tin cậy, mang giá trị bảo vệ đến khách hàng. Bảo hiểm có Shop Lo, dám sống đời tự do.